Chào mừng các bạn đã đến với Tokyo Camera. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để kết nối DJI Goggles với thiết bị bay. Kết nối DJI Goggles với Mavic Pro. Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và thiết bị bay. Đảm bảo rằng bộ điều khiển từ xa đã được kết nối với thiết bị bay. Bật nguồn thiết bị DJI Goggles. Ở màn hình chính, nhấn Tools. Chọn Settings. Linking Settings. Quick Linking. Và Confirm. Ấn nút Linking Burn trên thiết bị bay và chọn Confirm trên Goggles để hoàn thành việc liên kết. Khi sử dụng DJI Goggles với Mavic Pro, bạn có thể kết nối thiết bị di động với bộ điều khiển từ xa và khởi động DJI Go 4 cùng một lúc. Kết nối DJI Goggles với những thiết bị bay DJI khác, ví dụ như Phantom 4, bật nguồn bộ điều khiển từ xa và thiết bị bay. Đảm bảo rằng bộ điều khiển từ xa đã được kết nối với thiết bị bay. Bật nguồn thiết bị DJI Goggles. Kết nối DJI Goggles và bộ điều khiển từ xa với cáp USB. DJI Goggles cũng có thể được kết nối với bộ điều khiển từ xa qua cáp HDMI và sẽ chỉ phục vụ như một màn hình. Về các kiểu mẫu và chức năng được hỗ trợ, bạn có thể tham khảo phần Controlling the Aircraft trong phần hướng dẫn sử dụng DJI Goggles. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau của Tokyo Camera.